Mà làm sao nghe rõ Em nghe rõ mà, bây giờ em nghe tiếng Anh rất là lớn luôn đó. à, rồi có vấn đề, có vấn đề gì không? Có vấn đề, À, có vấn cũng đề gì cũng muốn hỏi cũng không? đâu có vấn đề gì anh, thì chẳng qua lên để hỏi anh thêm ơi, tình hình bên đó bây giờ ổn được chưa anh, hay là vẫn còn vấn đề gì cảm thấy gai góc không anh? À, nói gai góc thì nó vẫn còn nhiều cái vấn đề lắm. Tao mở đèn cho nó sáng sáng chút. Tình hình nói về đề vấn đề nói về dịch thì bữa nay thì ghê lắm rồi. Bữa nay hôm qua chết nó đã thống kê là mới chết 3.910 mấy người một ngày, mà kinh khủng quá. Tao thường tao sợ quá, tao thiệt mày. Thì dịch thì nó lây nhiễm bởi vì những cái cuộc mà gọi là biểu tình tuần hành rồi ủng hộ rồi phản đối cái gì đó đại khái vậy. Người dân Mỹ họ không có biết sợ, vì chính vì chỗ đó thành ra nó chết càng ngày càng nhiều. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là nó dạng giống như kiểu như là nó bỏ liều rồi, nó thẳng là toang rồi, mình mới nói như vậy. Và hình như là cái này cũng giống như kiểu như mình nói đây, cho mình coi. Cứu chữa được 403.001, rồi còn nhưng mà ngày hôm qua chết là 3.914 người. Mà nó chết giống như là lò mổ gà vậy, mà lò mổ gà không chết bằng nữa. Lò mổ gà một ngày lắm, cao lắm, nhưng vài ngàn con mà ở đây thôi tao không muốn nói nữa, nhiều cái tao sợ quá, tao nói càng ngày càng sợ thôi. Bởi vậy tao trốn ở trong nhà và không dám đi đâu. Thì cái đó là một phần, nước Mỹ bây giờ đã toang rồi. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chính trị xã hội của nước Mỹ hiện giờ thì nó vẫn còn có những cái sự gay gắt. Gay gắt ở đây là cái chuyện là coi như là gõ búa rồi, đóng rồi, nhưng mà cái dư âm nó vẫn còn, mày hiểu không? Cái dư âm của cái ngày 6 tây tháng 1 đó nó vẫn còn thời sự nóng học nóng họng nó bây giờ, ngay bây giờ nó vẫn còn nóng. Nóng là ở chỗ này là những cái người mà tham gia vào biểu tình vào cái ngày đó mà xâm nhập tòa nhà Quốc hội đó, thì mình bây giờ trước mắt thì mình mới nói sơ qua cái tòa nhà đó một chút. Cái tòa nhà đó là cái tòa nhà quyền lực, mà nói thẳng là mình tòa nhà quyền lực của nước Mỹ, nó đại diện cho nước Mỹ, nó đại diện cho cái nền tự do dân chủ của Mỹ, và nó đại diện cho riêng nước Mỹ thì nó đã là thuộc dạng kêu tối cao. Tối cao pháp viện cũng họp ở đó, tất cả mọi thứ đều họp đó, nó thuộc dạng, nhưng mà nó còn đại diện cho kể cả cái bộ mặt của nước Mỹ ra thế giới nữa. Chứ nó không riêng mà trong nước Mỹ không. Nhưng mà nó bị có một cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 vừa rồi, thì nó làm cho tất cả mọi người nhìn cặp mắt nước Mỹ bằng cặp mắt khinh thường, và người ta chế giễu. Ở điểm thứ hai nữa là nó xảy ra có cái chữ chết người, chết năm mạng tất cả, trong đó có người cảnh sát, bốn người kia, thì nó trở thành nóng bỏng, nó nóng bỏng. Hôm nay là có người một người cảnh sát à. Còn người cảnh sát bị tụi nó biểu tình nó qua, nó lấy nguyên cái bình chữa lửa, mình nhớ cái bình chữa lửa bằng gang không, rồi để mà nó lấy nó đập vô đầu người ta, và thằng kia dễ đạch đạch nhảy cái giật cái giật giật chết. Sự bạo động quá đáng, sự bạo động quá đáng. Thì bây giờ chính vì tội giết người nó có nhiều yếu tố lắm, mà hiện giờ tụi nó người FBI nó không có tha được, nên là không thể nào ấy được. Thì ở trong đó ngày hôm qua thì tao có lên live với anh Phượng, thì tao cũng đã thấy cười quá ở chỗ này, có nghĩa là trong ở trong nước Mỹ nó rất là nhiều chủng tộc, 120 người chủng tộc là đủ loại, nhân loại Afghanistan tăng hưởng, nói chung là tùm tùm Tây Tàu ta rồi Trung Quốc, nói chung sẽ là mà không có ai bị lên án cả. Mà trong khi đó có 19 lá cờ mà nó biểu tượng cho nước Mỹ, trong đó có lá cờ Việt Nam. 8 lá cờ kia là tá cờ là trong cái giai đoạn mà coi như chiến tranh nội chiến của nước Mỹ, thì 8 lá cờ nó hiện thân. Thì hôm đó nó kéo đi, thì có nó kéo đi tới đâu á thì FBI nó chụp hình nó đưa tới đó. Trong đó 8 lá cờ đó thì có một lá cờ của Việt Nam là thành ra chính, mà lá cờ đó là đại diện cho người chống cộng bên phía bên nước Mỹ, nói như hôm nay đi ở đâu cũng vậy. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình cảm thấy mình buồn ở chỗ này, có nghĩa là vô tình cái người Việt Nam mình
vô tình cái người Việt Nam bị lôi kéo theo. Ở đây là tao muốn nói là những người mà không có tham gia chính trị mà cũng không làm gì cả, kể cả làm nếu bại bại vậy đó, thì vô tình bị hại, vô tình bị hại gián tiếp. Gián tiếp là chỗ này có nghĩa là nó đã đưa danh sách người Việt Nam mình trong tổ chức khủng bố. Mà tao hỏi mày hàng Mỹ thì nó đâu có biết nào là nào Việt Nam, là nó cứ quơ hết, là nó có sự nghi ngờ. Mình nói nôm na một chút xíu chỗ này, ngày xưa lính Mỹ nó thổi lại mà cái thằng da đen á thì nó dễ dàng hạ sát lắm, có nghĩa là nó dễ bị thằng kia chỉ cần móc ra nó nghi ngờ kia móc súng là nó bụp rồi. Nhưng mà đặc biệt là da vàng không có nha, là da, những cái da màu là ít khi nào bị cái chuyện đó lắm, cũng có nhưng mà trường hợp đó nó cố chủ đó. Còn ngược lại thì bây giờ chỉ có da đen thì nó mới làm vậy thôi, nhưng mà bây giờ nó liệt Việt Nam mình vào cái thuộc kỳ dạng kêu bằng khủng bố. Thì tao hỏi mày bây giờ đi Việt Nam, nó hỏi mày rồi nó bắt chuyến xe nó chào mày cái, rồi nó hỏi mày mày ở đâu, mày là người gì, cái độ mà nó Việt Nam là cái sự thân thiện của nó đối với người Việt Nam mình nó mất. Mày hiểu cái không? Thì có nó không còn nữa, thì vì đâu thí dụ như mày móc cái tờ hoặc là mày móc cái gì mà nó cảm thấy như là chẳng hạn như là mày móc cái hộp quẹt, mày móc cái bút chì hay mày móc cái, nói chung vậy là đủ nó phản ứng á, lẹ là bắt đầu nó bụp mày liền, nó không còn nhân nhượng nữa. Nó mất đi cái sự của mày, mày thấy đâu. Mà cái đó là do đâu? Do những người Việt mà coi như là cố chấp cực đoan tạo ra cái điều đó, và nó xếp cái người Việt Nam vào của tổ chức khủng bố, vô tình làm ảnh hưởng. Có những người lương thiện là những người hầu như không biết gì chính trị gì cả, người ta làm neo suốt đời, người ta làm thợ neo, người ta buôn bán hào online, nói chung là không có dính dáng gì cả. Nhưng mà bây giờ nếu bị gián tiếp chứ không phải trực tiếp, gián tiếp có nghĩa là bị ảnh hưởng, đó là một cái điều rất là đáng buồn đó. Thì mấy ngày nay nó có cái vấn đề là nó FBI nó vào cuộc và nó truy bắt tất cả. Đúng rồi, thì tôi nói là cờ những phía, tôi đã nói rõ ràng là cờ của người Việt chống cộng bên nước Mỹ mà đâu có dính líu. Nói vậy thì vô tình đó là cờ vàng ba sọc, nó rõ ràng vậy. Thì mà bây giờ phát lệnh truy nã thì trong đó nó bắt một số người rồi, những người mà chủ chốt thì chưa có dính líu, nhưng mà những người mà selfie, những người mà vào trong tòa nhà quốc hội, thì cái thằng mà nó vào trong cái nhà quốc hội nó ngồi trên cái ghế thượng viện của ngồi bà Pelosi bắt rồi một cái ông mà coi như là bưng cái bàn mà để người ta để cuốn sách lên để mà người ta đọc á, cái bàn phát biểu để phát biểu rồi rồi cũng bợ luôn đi rồi, bợ rất là nhiều người. Thì giờ tôi cho tụi bây nghe cái này nghe thôi. Đó là một nhà lập pháp của tiểu bang nghe rõ không? Virginia, West Virginia mới đắc cử Evans. Đây tôi nhắc lại cái đưa ở đây nó bắt nó không từ bất cứ gì cả, có nghĩa là những nhà đại diện cho luật pháp mà dính líu tới cái vụ này nó cũng búp luôn nè. Đây là một cái đài Cali Today mà con nhỏ này là tao quên rồi, nhưng mà giờ tao cho nghe tiếng nói, bởi vì cái đài này ngày xưa bây giờ nó vẫn là chống Việt Nam mình, nhưng mà tất cả những cái đài này Việt ngữ bây giờ nó không còn, nó quên bạn nó chống Việt Nam rồi, mà nó chỉ đổ xô vào tin nóng hổi của nước Mỹ. Thì vì chỗ đó anh cứ chia sẻ, ok thì cho nghe. Derek Evans mới đắc cử cũng tham gia vào cái đám đông bạo loạn đó, và bây giờ nhà chức trách tuyên bố là sẽ cáo buộc nhà lập pháp mới đắc cử này. Không biết là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông Derek Evans hay không, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì tạm quyền biện lý Hoa Kỳ, ông Sowin cho biết là sẽ điều tra tất cả mọi nhân tố tham gia vào cái cuộc bạo loạn vào hôm thứ Tư, không trừ một ai, kể cả bên trong và bên ngoài, tức là kể cả những người sử dụng kích động. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì các viên chức của Bộ Tư pháp cho biết là họ sẽ không cáo buộc ông Trump hay là đồng minh của ông Trump vì đã sử dụng cái cuộc bạo loạn này. Nghe rõ chưa? Có nghĩa là nó bắt tất cả, kể cả những cái người ở trong vào cái điện Capitol và kể cả ở ngoài luôn. Và nó không chừa bất cứ một ai. Thì ở trong cái số người đó rất là nhiều người Việt Nam, và cầm cờ chạy vô.
thì nó không có loại trừ và nó đi tìm ra nó bắt hết. Là bởi vì sao? Cái cơ quan lập pháp của Mỹ nó có cái cơ quan đứng camera an ninh đó, nó quay lại tất cả được những khuôn mặt nhận dạng được tất cả rồi. À, bây giờ có là đã bắt thôi, đã bắt thôi. Và những người nào mà đã bắt sót á, thì nó yêu cầu những người dân Mỹ hỗ trợ tìm dùm những cái người đó. Bởi vì nó có hình ảnh, có camera, thành ra bây giờ chẳng những mà hồi xưa thì tao nghĩ là những người nào mà xâm nhập vào tòa nhà nó bị bắt, còn ở cái vùng ven, ở về ria không bắt. Nhưng thực chất bây giờ nó đã Nhưng nói mà rồi, giờ là bắt tất lại luôn. Đó, thì đó là cái điều mà tao mới nghe được đó. Và một cái điều mà cốt lõi mà tao muốn nói là cái điều này, là tự nhiên cái người Việt mình bị lôi vào một cái, những người mà những người mà không dính dáng quyền định thì bị người Mỹ nhìn bằng mình bằng một cặp mắt rất ư là khó chịu, hiểu không? Rồi thành ra bị có đó nghĩa tâm là không không thiện cảm, trong mắt đúng người ta rồi, không thiện cảm. không thiện cảm nữa là đó. Và trong chính lá cờ thì trong đó nó có một cái lá cờ của Việt, của người Việt chống cộng tại Cali, thì người ta nói hồi nãy vậy rồi. Thì rất là buồn mà mình cũng không hiểu vì sao là sau này ra đường mình sẽ thận trọng hơn, gặp cảnh sát là phải nhìn trước nhìn sau, không đừng làm những chuyện gì mà nhúc nhích, là bởi vì mình phải e dè dè dặt hơn, dè dặt hơn. Nhưng mà cái chuyện này nó bắt đầu xảy ra chứ ngày xưa thì không có rõ ràng. Cái đó tao nói tao cũng thở dài vậy, tao cũng không biết nói làm sao hơn nữa, có nghĩa là nó là như vậy rồi. Một những nguồn tin là bây giờ Trump, nhà ông Trump, nhà ông Trump mà tổng thống Trump á, thì còn vài ngày nữa thì coi như đã giao chuyển giao quyền lực rồi. Chuyển Nhưng giao quyền hiện lực. tại hiện tại thì bây giờ ông đã bị, mình nói cái từ giang hồ chúng là ông cũng bị khóa mỏm, và từ Twitter cho đến Facebook rồi Instagram rồi các cái Google gì nó làm láo nạo là nó không cho ông lên tiếng nữa. Bởi vì cái ông này đó, ông quá nguy hiểm, quá nguy hiểm là ở chỗ này, là từ hồi xưa tới bây giờ kích động bạo loạn cũng ổng. Nói chung là ổng không phải kiểu mày phải đi xuống đây, nhưng mà thực tế là ổng làm, ổng nói chuyện, ổng gây cho cái sự coi như là người dân ở Mỹ rồi gây một cái sự kích động rồi nó ùn ùn. Rồi ổng đã trước khi cái vụ này xảy ra thì ổng cũng nói và tiến thẳng về cái chỗ mà tòa nhà ổng đã chỉ đạo mà. Thành ra ở đây tao mới nói là Có trên Twitter ông có đăng, ông kêu gọi mọi người hãy đó, tỏ xin lỗi lòng yêu nước đó, đi đó hãy kéo về về thời gian tập của Capitol. mình. Thì cái này mình không nói trước được gì cả, thôi được rồi, để cho những người nhà lập pháp họ làm việc. Nhưng mà nói như vậy để mình hiểu rằng cái thể chế của Donald Trump nó bắt đầu từ đây là chấm dứt. Nhưng mà ông này rất là nguy hiểm, vẫn còn ngày nào thì vẫn thậm chí cái bà mà chủ tịch thượng viện hạ viện đó, bà hiện giờ còn phải ngăn ngừa quyền lực, còn mấy ngày nữa vẫn còn ngán ông trợ chứng bất tử, và ông có thể sắc cái vali quyền tử rồi ông được tuyên bố đánh hạt nhân rồi chết mẹ nữa luôn đó. Thành ra bây giờ họ tất cả mọi người đều nói chung là phải giống như kiểu như là dồn ổng hộ, mà Dè thấy dặt là hơn, về giặt dạ dè không có dè cho dặt với ông ổng Trung quậy. nhé. Nó rất ư là một phiền toái. Và sau 4 năm cầm quyền của ông là của ổng thì tao đã từng nói trên live rồi, tao chưa từng thấy ông tổng thống nào mà như ổng cả. Và sau khi ông rời nhiệm sở đi á, thì cái người kế nghiệp của ông sau này dọn một cái mớ hỗn độn của ông tạo ra một cách như một 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 núi đó, chứ không có một ngày một bữa, và không biết chừng nào mới xong. Từ cái chuyện mà hiệp ước liên minh châu Âu rồi liên hiệp quốc, rồi nói chung tất tần tật, từ ông là ông bỏ hết mà, ông giục hết, cho nên bây giờ phải Bỏ muốn hết, ông bỏ bỏ hết. Thế ra bây giờ muốn lại bình thường quá là giống ngày xưa nước Mỹ mà đối với các nước phương Tây nhìn, hoặc là nhìn nước Mỹ vĩ đại, thì phải làm từ từ và không biết bao lâu mới xong. Nhưng mà cái núi rác ông quá lớn, và cái núi và cái sự mà tệ hại của ông hơn là hiện nay ở trên nước Mỹ này đã có 360 mấy ngàn người chết. Mà trong cái cơ quan truyền thông của Mỹ nó vẽ một cái bản đồ, nó một cái kia một cái đồ họa trong một cái vòng tròn đó. 69% chỉ có ổng, chỉ có than phiền về bầu cử thôi, 2% nói về vaccine, 1% nói gì gì đó, mà không bao giờ nói vấn đề người chết, và cũng chưa bao giờ chia buồn những người nạn nhân mà đã chết vì Covid. Thành ra tao thấy ông này rất là ác độc,
có nghĩa là cái ý tôi là bây giờ anh không làm gì được cả, nhưng mà anh cũng thành thật xin chia buồn tất cả nạn nhân, hay nói một cái câu gì đại khái giống như kiểu để an ủi những người đã khuất. Không, dứt khoát là không, là không. Không tìm ổng được một câu gì vậy đó. Mà 69% mà chuyên môn than phiền về bầu cử, không có nói một cái gì gọi là thì sau 4 năm cầm quyền nước Mỹ tan nát hết trơn rồi. Mà thấy rõ ràng tan nát te tua từ ở đây là ta không phải là nhân sắc cá nhân tao, mà tất cả mọi người ai cũng thấy cả, kể cả trong Việt Nam người Việt Nam. Nhưng mà bây giờ nó có một cái chỗ này là ổng còn xích động nói láo nói xạo những người mà cuồng ổng á, nó có những tới bây giờ nó vẫn còn, nó còn nói một câu là 30 chưa gọi là làm, biết đâu tới mấy ngày khác là ổng phải lật kèo rồi lật cái con bé gì nữa lật luôn làm gì nữa là thế mà vẫn có người nói ổng lật kèo bình thường thôi. Chúng ông Trung đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nói chung là tất tần tật cái những cái chuyện nó rất ư là vô lý, là buồn cười lắm kìa. Nhưng mà thì thôi, cái chuyện nó để cho nước Mỹ họ dàn xếp đấy, thế thôi. Chứ còn bây giờ mình bây giờ nước Mỹ bây giờ nó như vậy rồi thì mình không biết làm sao. Nó có hai cái yếu tố là không dám ra được, một là sợ bị bệnh, mà bệnh càng ngày càng bộc phát và nó thả tứ tung ra chứ không phải kiểm tra được nữa. Thứ hai nữa là bắt đầu từ đây người Việt ra ngoài đường xá gặp vũ rích hay cái gì đó nên thận trọng hơn, dè dặt hơn và cẩn thận hơn, đại khái là vậy đó. Ok, bây giờ thì ta mới nói một câu về sau này thì tất cả những người nào mà không thích Việt Nam hoặc là chống lại Việt Nam thì đừng lấy cái thằng Mỹ ra để mà nói thấy chưa, ở nước Mỹ định dàn về so sánh nước Mỹ Việt Nam nha. Rồi bây giờ xưa quá rồi Diễm ơi, xưa quá rồi, nó bể mẹ nó hết ráo trơn trọi rồi, cái bức tượng mà bị sơn son thiếp vàng nó lột da nó hết ráo rồi. Chứ bây giờ thôi đừng bao giờ miễn đi, đừng miễn đi, đừng có nói an sinh xã hội y tế cộng đồng con mẹ vậy chứ nghe. Nước Mỹ nó tan nát hết trơn trọi trọi rồi, thế vậy đó. Thì cho anh thì anh có những cái lời vậy thôi. Buổi sáng hôm nay thì đọc những cái tin tức nào ấy thì còn có em mới đọc tin tức là ở báo chính thống của Việt Nam nó mới đăng lên là sau khi mà bắt được một cái xe trước cái ngày sau này thì có một cái xe chở toàn vũ khí và bôi dưới bom. Cái này nó chứng tỏ là có chủ đích này, nó có một cái chủ đích, thấy không? Chứ nó không có phải đơn giản gì đâu. Rồi bảo là có bắt xe có vũ khí có chất nổ đàng hoàng mới là ghê chứ. Đó có nghĩa là có chủ đích. Có chủ đích. Có nghĩa là có thể là họ lợi dụng vào cái sự đông người mà họ để làm một cái điều gì đó. Kỳ đó, mà... cái chuyện đó thì để cho nước nói, chứ mà mình không biết. Nhưng mà có cái điều là mình chỉ nói một cái câu là họ giống như kiểu như anh Phượng nó nói, anh Peter Phượng Nguyễn với tao nói là ổng là đây là cuộc đảo chánh. Cướp á, bây giờ thì đó rất là nguy hiểm. Và bây giờ thì nó trong một tình hình chính trị thì cái ông mới á thì chưa có quyền lực, là bởi chưa cái ngày tới bàn, chưa tới cái ngày bàn giao. Còn cái ông cũ á, cái ông cũ thì không làm gì hết. Cái ông cũ á còn lương chức á thì họ chẳng có làm mẹ chứ, cứ đi thả rong rồi đi quýnh gôn rồi nó tuyên bố bậy bạ rồi xong rồi đi kiếm cánh kiếm chuyện thì thôi, chứ không có làm gì hết. Rồi cái ông mới thì không có lực, thành ra bây giờ cái chính phủ mình nó bị gần như là vô chính phủ đó, nó khổ chỗ đó. Mà trong khi đó là cái nói, trong khi đó là cái mạng sống của người dân thì giống như là thả là trôi theo thả trôi mà ai chết theo số phận. Ai chết mặt bay đó, nó khổ vậy đó. Thì ở vị trí đó rất ư là mình không phải nói một cái từ coi như rất ư là không có lo cho dân. Bởi vì thường thường là mình phải nói bất cứ một cái xã hội nào, bất cứ một nước nào, bất cứ một lãnh đạo nào mà coi tính mạng của người dân rẻ rúng thì đương nhiên người dân nó bị lật đổ thôi. Cái chuyện chỉ hưởng hiển nhiên là chuyện nó bình thường chứ không có gì đâu. Thành ra đừng bao giờ nói chuyện ông Trump tội quá, ông bị lật đổ này kia, không có tội gì chơi. Ông có coi mạng người ra cái con mẹ gì đâu, không tội. Khổ vậy, mệt. Rồi được rồi, anh xuống có ai lên cho anh ta lên đi. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh.